Cờ vàng ha, theo cái sự hiểu biết của anh ha, thì cờ vàng cái cờ ba sọc đó thực được được tạo ra vào thời điểm 1948 49 khi mà Pháp nó quay lại Việt Nam năm 45 46, thì đương nhiên nó dựng lên cái chế độ một cái chính phủ nó gọi là quốc gia Việt Nam, đúng không? Cái chính phủ nó dùng chính phủ đó, thì trước anh đã nói rồi, cái chính phủ nó dùng cái chính phủ để chống lại chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì đương nhiên nó phải có lá cờ chứ, đúng không? Thì cái lá cờ nó tạo ra là khoảng năm 48 49 gì đó, thì cũng cùng thời điểm đó nó dụ ông Bảo Đại đã từ bỏ ngai vàng. Ông Bảo Đại lúc từ bỏ ngai vàng nói một câu rất là hay. Nói tôi thà là làm dân của một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ. Nói câu rất hay. Nói nhưng mà nói xong thì lại sau đó lại bị Pháp dụ quay trở lại. Nó phải dở không? Thì ông quá dở ở chỗ đó. Ông quay lại. Có nghĩa là có qua mà không lập trường Đúng đúng rồi. nhưng bị lôi kéo. Ông tham tham chức, tham chả biết ông tham gì. Ông về ông làm bù nhìn. Thì cái lá cờ đó là đại diện cho cái chính phủ quốc gia Việt Nam. Ok. Thì cái quốc gia Việt Nam nó tan vỡ vào năm 1954. Nhưng mà Mỹ thì nó lấy miền Nam, đúng không? Nó dựng lên nguồn diệm. Thì cái lá cờ nó lại chuyển từ quốc gia Việt Nam trở thành Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Đó là cái lá cờ đó, nói chung là lá cờ đó đằng sau lá cờ đó là ngoại bang, thì cái lá cờ Đúng đó anh. nó không có chính nghĩa đâu. Mà bây giờ Dạ đúng chính mình cứ tìm cách, mình nói lá cờ vàng, mình tìm cách mình lấy cái màu vàng đó, mình trộn lại thành Thái hay là thành gì đó, anh nghĩ cũng chả có bào chữa được cái gì hết. Ok, lá cờ là xong rồi. Ok, lại cái vấn đề thứ hai, anh tính nói là vấn đề vượt biên. Vượt biên, cái sự kiện vượt biên vào sau năm 1975, xong rồi nó chấm dứt khoảng cỡ năm 90 rồi đó, đúng không? Đầu năm 90 nó chấm dứt. Thì tại sao có sự kiện vượt biên? Thì theo quan điểm của anh đó, thì vượt biên là như thế nào? Là con người người ta họ cần phải làm cái gì, họ cần phải làm trong cái giai đoạn đó, ở cái thời điểm đó. Thí dụ như sau năm 1975, có những người họ không thể quen được cái cuộc sống khó khăn, thì người ta tìm một môi trường khác, người ta ra đi, thì đó là quyền của họ, đúng không? Chính anh cũng Dạ đúng. có cũng đi mà anh bị bắt, đúng không? Nhưng mà người ta ưa bào chữa là họ đi về vấn đề chính trị ấy vậy, mà thật ra là vấn đề cuộc sống thôi. Không? Ở đây á, em nhắc lời anh là tại vì trong cái này á, em đã từng có phản biện trên cái diễn đàn, kể cả diễn đàn của Tân Thái, có một câu như thế này. Thì em nói á, là thời điểm đó nếu mà tất cả mọi người đi vượt biên thì thứ nhất mình ngoài cái yếu tố chính trị ra là họ đi tìm một cái cuộc sống Đúng mới rồi. chứ không phải là họ đi tìm cái tự do. Em luôn luôn là em nói là không phải là họ đi tìm cái tự do, tại vì thời điểm đó họ đâu biết tự do là như thế nào đâu, họ gọi đi tìm cái tự do đúng không Đúng anh? rồi, chính Thì xác. em giống như hôm em nói vậy, em nói anh đi tìm cuộc sống mới là em chấp nhận, chứ anh dùng câu anh đi tìm tự do là không đúng, tại vì thời điểm đó anh bơi xuồng đi ra biển mà tự do đâu ngoài đó, là sao gọi là đi Không tìm tự do đó. em thì em nói anh vậy. nói đó là một cách để họ bào chữa cái lý do họ đi, nghe nó có vẻ linh thiêng, là có nghĩa là nó liên hệ chính trị này kia, tự do không tự do. Nhưng mà thật ra như nãy anh đã nói, con người người ta ai cũng vậy hết, họ sẽ đi tìm một cái môi trường mà nó thoải mái hơn để họ sống. Thì có những người, rất là nhiều người ở cái thời gian đó họ không có chịu được cái sự khó khăn thì họ đi vượt biên. Thì chính phủ nhà nước Việt Nam ở cái thời gian đó họ cũng cần phải làm cái gì họ cần phải làm. Thí dụ như họ không cho những người này ra đi,
Tại vì đi như vậy á là rời nước đi không hợp pháp. Muốn đi là phải qua cửa khẩu này kia, phải làm giấy tờ. Nhưng mà đi họ không kiểm soát được. Thành ra nhà nước Việt Nam họ cần phải làm cái gì họ cần phải làm. Thí dụ như họ bắt bỏ đi tù. Còn những người vượt biên cần đi thì cứ việc đi. Có nhiều người nói chứ, ồ, bắt bỏ tù nhưng mà không có án, không có thể có án được tại đông quá. Không có ai rảnh mà có gì giờ mà làm án cho từng người thành ra bắt bỏ tù của anh cũng bị ở tù 3 tháng, đâu có gì đâu. Anh trả cái gì, họ cần phải làm gì, còn là mình có nhà nước Việt Nam nó có cái luật, bây giờ mình phạm luật thì mình phải ở tù thôi. Bình thường đúng không? Nhưng mà anh nhận xét thì anh thấy những người vượt biên thì họ ví dụ như lỡ mà họ bị mất con cái thì họ rất là hận thù cộng sản, họ đổ thừa cộng sản, đổ thừa nhà nước Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng là nhà nước Việt Nam đâu có dí súng vào đầu bắt họ đi đâu, chính họ bỏ tiền ra họ đi mà, đúng không? Họ tự họ đi. Nhưng mà thật ra nếu mà muốn đổ thừa người khác á thì anh thấy ngạc nhiên là không có ai, không chưa từng nghe người nào họ hận thù hải tặc Thái Lan, Mã Lai với lại Indonesia. Cái bọn đó, mấy Đúng, cái chính bọn đó xác. mới là cần phải mình phải hận thù tụi nó. Tại vì anh thấy Bình Dương nói gì, em nói đi. Không, em tiếp lời anh chút xíu, em hơi ngắt lời anh. Tại vì đó là những cái anh nói là đúng, hải tặc của Thái Lan, Philippines là những người là mình phải nên hận thù nó thôi, tại vì nó gây ra bao biết bao nhiêu cái chết của mình. Thì ở đây bên cạnh đó, ở đây có một cái anh IQ Nguyễn, anh lên đây anh cũng comment một câu nè: 1 triệu người Bắc đã vào miền Nam năm 54, cho nên 75 họ cũng phải rời miền Nam. Đương nhiên họ biết thế nào là tự do rồi, Bình Dương. Anh nghĩ như thế nào về câu câu hỏi này, câu nói này? Khoan, anh sẽ nhắc anh nha. Bây giờ để anh nói cho nó xong cái vượt biên cả. Thì những người Đã rồi. mà vượt biên nếu mà thật sự họ muốn cận thù, bây giờ thời gian nó đã qua rồi, mình sống với cuộc sống hiện tại lại tương lai, mình không muốn hận thù. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn hận thù thì cái người mà bạn nên hận thù là hải tặc Thái Lan, Mã Lai, Indo. Tại vì bọn họ nào là cướp của nè, quăng người xuống nước nè, hãm hiếp đàn bà nè, cái đó các bạn mới cần phải hận thù đúng không? Nhưng mà tại sao không thấy người nào mà nhắc tới hận thù họ, cho nên thấy ngạc nhiên quá. Ok, bây giờ nói tới nghiệp 1 triệu người Bắc. Thật ra EQ, anh nghĩ là EQ chẳng hiểu về lịch sử, lại không chịu đọc. Anh đã mấy lần anh đã khuyến khích là nên nên tìm hiểu lịch sử, nhưng mà EQ không đọc thì anh cũng không ngạc nhiên là tại mình thấy những người chống cộng đó, họ đã cảm thấy hài lòng với lại những cái hiểu biết mà không đầu không đuôi của họ rồi, cho nên là họ không có biết, họ không hiểu tại sao có lý do 1 triệu người Bắc di cư ở trong ở cái thời điểm năm 1954 khi mà Pháp thua ở bên nước Điện Biên Phủ á, thì Pháp phải ký cái định Geneva để đưa đến thống nhất Việt Nam, lại bầu cử tổng tuyển cử lại thống nhất Việt Nam. Thì Mỹ Mỹ có cái thái độ Mỹ không có muốn hợp tác cho cái đó, rồi Mỹ tìm cách phá đám. Thì trong cái thời gian đó, trong cái thời gian mà chờ cái tổng tuyển cử á, khoảng 2 năm hay là 300 ngày gì anh quên rồi, thì Mỹ đưa CIA vào miền Bắc bắt đầu tuyên truyền. Mỹ tuyên truyền là cộng sản tàn ác rồi giết người đủ các hình thức này nọ, thì tạo ra một cái sự lo sợ đó. Rồi Mỹ đánh vào những người tôn giáo, ví dụ như Thiên Chúa giáo, là Mỹ nói là Chúa đã đi vào Nam, thành ra Mỹ tạo cái làn sóng di cư đó. Gia đình anh cũng di cư vậy, bên gia đình họ nội anh đều ngoài Bắc hết, có anh sanh ở Sài Gòn nhưng mà anh ngoài Bắc. Thành ra cái làn làn sóng họ di cư là tại vì họ bị tuyên truyền, họ sợ hãi đúng không?
chứ là họ là cái nạn nhân của cái sự tuyên truyền của Mỹ. Ok, cho nên mà cái lịch sử mà anh đọc á là chính Mỹ đưa ra chứ không phải của Việt Việt Cộng. Ok, cho nên EQ đừng 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 có ngồi đó đánh tầm bậy, comment tầm bậy bạ, nên nên đọc lịch sử đi. Ok, thì là như thế. Mà nói tới cái tuyên truyền của Mỹ á, nhân tiện anh cũng nói, muốn nói như thế này: Mỹ với lại Việt Nam Cộng Hòa là tuyên truyền từ cái thời năm 1954 đến bây giờ, cứ tuyên truyền nói là cộng sản rất là tàn nhẫn ghê gớm, rồi tuyên truyền là nếu mà ngày 30 tháng 4 là sẽ có tắm máu, đúng không? Cho nên người ta sợ, ta Đúng. đi em thấy năm 1954 họ sợ họ đi di cư vào Nam, rồi năm 1975 á thì họ sợ họ di cư nhảy lên tàu cái đi luôn. Anh ở lại sau năm 1975 nè, có tắm máu đâu, có giết ai đâu, không có giết một người nào hết, họ không cần tốn một viên đạn, họ không bắn một người dân nào hết, đúng không? Cho nên cái tuyên truyền đó là hồi nào giờ đâu chính xác đâu. Nhưng mà nó buồn cười ở chỗ này là mình tuyên truyền, tự mình tuyên truyền đó là cộng sản nó tàn ác, xong rồi Dạ đúng rồi, tự mình tức mình sợ, sợ. tự mình tuyên truyền, xong rồi tuyên truyền biết là cái tự mình sợ. Các ông từ lính cho đến sĩ quan rất là sợ, nghe nói cộng sản rất là sợ, nghĩ là chắc là họ có tới rồi ba đầu 12 con mắt gì đó, ghê lắm, vô là họ sẽ cắt cổ kia, nó đâu làm gì đâu, họ cũng là người thôi. À, phụ nữ mà xong ngón tay thì họ dùng kìm họ rút Đúng máu rồi, thì đó tuyên truyền thôi. Nhưng mà anh muốn nói cái này á, là Việt Nam Cộng Hòa á, cộng lại những người cờ vàng ở bên này á, ở bên Mỹ này, họ cũng tuyên truyền họ cũng bắt chước cộng sản bên tuyên truyền. Nhưng mà người cộng sản á, anh nghiên cứu thì anh thấy như thế này: người cộng sản đó, họ tuyên truyền đó, họ không bao giờ họ nói họ không bao giờ phủ nhận cái sự tuyên truyền, họ nói họ tuyên truyền tại vì họ nói tuyên truyền là một chiến lược, tại vì ngoài cái là một cái đấu tranh, ngoài cái đấu tranh võ trang này ha là một, lại đấu tranh trên phương diện ngoại giao là hai, lại đấu đấu tranh tuyên truyền là ba, là ba cái đấu tranh đó để giành cái chiến thắng. Mà trong cái đấu tranh mà tuyên truyền đó là phải đưa cái sự thật đến với nhân dân để giáo dục nhân dân để hiểu được cái chính nghĩa của mình. Còn cờ vàng hay là bác que thì chân người ở bên này á, họ tuyên truyền ngày nào anh cũng nghe, anh mà đụng phải những người bên này mà có đầu óc màu vàng á, họ tuyên truyền á, họ cũng bắt chước cộng sản tuyên truyền, nhưng mà họ tuyên truyền á, họ toàn nói láo không à, toàn nói phét, nói láo, làm sao thành công được. Cũng bắt chước cộng sản tuyên truyền mà toàn nói láo nói phét. Cho nên á, kỳ trước anh có nói chuyện với lại Bình Dương rồi, họ muốn biểu tình, họ muốn đấu tranh chống cộng sản á, thì á, cái cách hay nhất á, là họ nên làm á, là họ nên nói chuyện với người cộng sản để người cộng sản họ dạy cho cái cách đấu tranh đó, tại vì họ đã, người cộng sản họ đã có kinh nghiệm đấu tranh. Còn mấy ông cờ vàng này không có kinh nghiệm đấu tranh hồi thấy chống nhau không à, cờ vàng chống cờ vàng không? Nhưng khẩu nói em cũng xin cắt lời anh chút xíu là khẩu nói như vậy này. Ví dụ chẳng hạn như họ chưa tiếp cận được cái người của bên Đảng Cộng sản nữa, nhưng họ chỉ cần tiếp cận những người dân bình thường như em thôi, thì điều đầu tiên những gì họ nói mà bên em phản ứng lại, thì điều đầu tiên họ họ quy chụp cho cái là chương lương viên đó, giống là cái từ đó bây giờ gần như cái từ bất hủ hay nghe. Cái thứ hai nữa là bò đỏ, họ chỉ những dùng cái miệt thị họ chửi là mình thôi, chứ họ chưa bao giờ họ lắng nghe cái ý kiến của mình nói ra như thế nào đó. Cái đó là em chưa bao giờ em thấy ở những người mà những người người chống cộng cực đoan họ họ làm được. Ở ở bên này cũng vậy đó, Bình Dương là có những người cái tư tưởng chính trị họ nó khác mình, nhưng mà anh sẵn sàng ngồi xuống mình trao đổi để mình coi coi tại sao họ nghĩ như vậy. Thì cái sự thành công
sự thành công của anh nó ít lắm, nó chỉ có khoảng 20-30% thôi, có nghĩa là khoảng 10 người nói chuyện hai ba người á cuối cùng họ công nhận là nói đúng, còn mấy người kia thì cái đầu óc họ đã đóng lại rồi, khép lại rồi, họ chỉ có nghĩ là như vậy thôi. Thí dụ như họ nói chứ cộng sản nó tàn ác, họ nói cộng sản tàn ác, ok là tàn ác, nhưng mà anh có thể chứng minh là tàn ác như thế nào không? Họ không chứng minh được. Hoặc là bây giờ họ còn nói thêm câu này nữa, họ nói chứ cộng sản nó tàn ác, mà nhất là cộng sản mà ngoài Bắc nó tàn ác. Anh nghe anh thấy tại sao có lại có cộng sản ngoài Bắc mà cộng sản trong Nam? Cộng sản là cái tư duy chính trị, tư duy chính trị là một cái chủ nghĩa, nó có phân biệt gì người Bắc người Nam đâu. Cái người cộng sản nó có thể là người Trung, người Nam, người Bắc, mà giờ các ông cờ vàng lại lại ngồi phân biệt ra là cộng sản miền Bắc miền Nam, vậy là có nghĩa là phân biệt vùng miền nữa rồi, vậy là có nghĩa là người Bắc là họ tàn ác rồi. Nói vậy không khác gì nói người Bắc tàn ác. Vậy bây giờ để hỏi coi, nếu ông mà di cư vô trong Nam, người Bắc di cư trong Nam, mấy ông trở thành sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông người Bắc ấy, mấy ông tàn ác hơn hơn mấy ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trong Nam không? Đó không? Nghe nó không có hợp lý lắm. Rồi còn một điểm thứ ba anh muốn nói Bình Dương là cái chống Trung Quốc. Theo theo anh nhận xét á, thì thấy mấy ông cờ vàng chống cộng, chống Trung Quốc năng nổ lắm, mà tôi cho là mình cho mình là cái quyền chống chống Trung Quốc là mình, còn nghĩ là cộng sản Việt Nam họ không chống Trung Quốc mà họ bán nước cho Trung Quốc, thì anh thấy cái đó nó cũng không hợp lý, là tại vì mấy người cộng sản đó, mấy người đảng viên hay là cái nhà nước Việt Nam họ cũng là người Việt Nam vậy, thì họ cũng vẫn chống Trung Quốc như là mình chống Trung Quốc thôi, phải không? Mình không thích Trung Quốc, mình chống lại cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, thì họ cũng chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, chỉ có khác là họ là người cộng sản. Tại sao mình lại cho quyền mình chống Trung Quốc mà mấy người đó không chống Trung Quốc? Nghe nó không hợp lý đúng không? Dạ dạ rồi anh, em nhắc lời anh tí xíu ở đây, tại vì cái anh IQ này anh có câu comment một cái câu, nhưng mà trong cái câu này á thì anh lại gán ghép cho anh cư xá Duy Tân nhé, để em đọc hết cái câu comment của anh này lên, thì chắc có lẽ là cắt đứt cái mạch nói của anh chút, nhưng mà em sẽ đọc tại câu này, nếu mà không giải thích cho anh thì hóa ra để anh tuyên truyền là mình nói xấu cái người người Đọc Bắc đi. không phải. Cả triệu người Bắc rời miền Bắc, đa số là những nhà trí thức, họ không dễ bị ảnh hưởng do Mỹ đâu. Họ là những người miền Bắc truyền truyền được không? Là sao vô lý vô lý. Anh nói vậy chẳng khác nào hạ nhục trí thông minh của người Bắc. Bình Dương muốn trả lời cái đó không? Điều đầu tiên á, thì để em sẽ trả lời, nếu mà thiếu thì Ok. anh góp ý Ok. thêm giùm cho em. Điều đầu tiên á, là em nói là anh IQ anh hãy dẫn chứng được, anh ít nhiều nó sẽ cũng có những cái hình ảnh dữ liệu của cái người Bắc di cư đúng không? Cái điển hình nhất là anh nhớ cái danh từ cái Tàu há mồm hay không, thì anh xem trên những tấm hình đó có phải như những người tri thức giống như anh nói hay không, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, cái cuộc di cư này cái mấu chốt nằm ở đâu? Do một cái tướng của bên CIA tổ chức ra cái cuộc này, anh phải tìm hiểu cho kỹ ở cái điểm này nha. Đó là hai cái điểm mà Dương nói cho anh, nên anh hãy xem lại. Anh nói là còn cái chuyện mà cái câu mà anh nói là có khác nào mình hạ nhục ý chí của người miền Bắc, đó là cái câu của anh nói, anh cố tình anh gán ghép cho anh em trên diễn đàn này nha. Rồi anh, đó là của em. Cái anh không có đọc cái comment, tại vì khi mà anh đang nói chuyện như anh nói anh không có đọc, đọc là chi phối anh, vậy EQ viết anh xin lỗi những cái gì EQ viết nó không có giá trị, tại vì EQ anh nói thẳng ra chẳng biết cái gì hết, ok, chỉ có biết có nghe nghe ba cái báo cờ vàng hay là mấy cái báo biếu
báo nó vứt ở trên trước mấy cái tiệm đinh tiệm neo gì đó, đọc rồi xong rồi cái cho là mình hiểu biết, lên đây múa rìu mắt thợ. Phải hiểu là cái cuộc di cư ở miền Bắc cho là 1 triệu người đi, trong đó đại đa số là trí thức vẫn chơi hoài. Nước Việt Nam mình ở cái thời điểm đó làm gì mà có 1 triệu người trí thức. Nước Việt Nam mình ở cái thời gian đó chỉ có khoảng 3 triệu, 30 hơn 30 triệu dân, có nghĩa ngoài Bắc á chỉ có khoảng 17 triệu người thôi, mà anh nói là 1 triệu người là trí thức. Anh nói chơi hay nói giỡn này, để nói cho nghe là cái đại đa số người di cư ở ngoài Bắc á, đại đa số họ là người dân, nông dân, ok, và đại đa số họ là người người Thiên Chúa giáo. Theo đạo Thiên Tại Chúa vì giáo. chỉ có những cái thành phần đó mới dễ bị Mỹ nó tuyên truyền để đi vào thôi. Trong cái thời điểm mà di cư năm 1954 nó có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất, đông nhất là thành phần Thiên Chúa giáo. Thành phần thứ hai là thành phần triều tư sản, có nghĩa là những người mà họ có đất đai hay là có nhà cửa, bất động sản này kia, như gia đình bên ngoại của anh là họ có nhà đầy ở ngoài Hà Nội hết, đầy ở ngoài Hà Nội, những trung tâm Hà Nội luôn, mà coi như là đi là mất hết. Rồi bên nội anh á là thành phần thứ ba là thành phần mà có hợp tác với Pháp, có nghĩa là trong cái chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam, thì đương nhiên rồi họ phải đi đúng không, họ ở lại họ sợ. Thứ nhất họ Thiên Chúa giáo thì bị tuyên truyền, thứ hai là tiểu tư sản thì sợ mình giàu cộng sản vô nó cắt tay cắt chân này, giật lông mũi hay cái gì đó không. Thứ ba là thành phần mà hợp tác với Pháp thì đương nhiên họ sợ thì họ đi, nhưng mà những cái thành phần mà thứ hai thứ ba là thành phần hợp tác với Pháp lại tiểu tư sản không có nhiều, không có nhiều, nó chỉ có 10% hay là ít hơn. Còn đại đa số đó là thành phần nông dân, cả một cái làng di cư luôn, Thiên Chúa giáo. Làm gì mà có đủ máy bay để mà làm gì mà có đủ máy bay. Anh nói thẳng ra nha, gia đình anh á, bên nội bên ngoại á, họ di cư không ai đi tàu, họ đi bằng bằng máy bay. Thời gian năm 1954 họ đi bằng máy bay. Còn những người mà họ đi bằng tàu hỏa mà tại vì á, họ không thể là trí thức được. EQ nó tầm bậy tầm bạ. Họ đâu có tiền đâu. Thành ra Pháp lại Mỹ nó đưa tàu hỏa mồm vô để nó mới đưa được, nó mới có thể tải được một số người đông như vậy. Ok, anh trả lời được chưa? Mệt thiệt. Dạ rồi anh, có nghĩa là nè anh kêu không phải là không không mời anh lên, nhưng mà cơ bản là trên những cái diễn đàn trước đã có nói rồi, anh đã lỡ lời với anh Cầm thì điều đầu tiên anh xin lỗi anh Cầm đi, thì Dương sẽ mời lại chứ không phải Dương Dương không muốn mời lên đúng không, nên nói cho rõ. Và cái lời nói ở đây thì mình đã nói rồi, kể cả bên diễn đàn của Trung đã, anh xin lỗi anh Cầm thì mình sẽ lên nói chuyện, ok vậy thôi. Dạ rồi em mời anh chia sẻ tiếp anh. Anh thì anh không muốn nói về cá nhân người này người kia, nhưng mà tại vì EQ có nhiều cái lần nào anh lên nói như EQ anh không đọc, nhưng mà như EQ cũng có những cái comment không, không không tốt, thì anh nói ngay cả cái bản thân của EQ không có lập trường, không có rõ ràng, rốt cuộc nói là cái lý do mà muốn lên phản biện hay là đấu tranh hay cái gì đó là tại vì muốn dọn đường cho mình về Việt Nam. Tại vì mình có cái mình không muốn về Việt Nam mà bị công an Việt Nam nó thế này thế kia. Thì đó là cái chuyện đó cá nhân của anh đúng không? Cá nhân của anh, nhưng mà trong cái phạm vi này mình đang nói chuyện về cái quyền lợi cho đất nước Việt Nam, là dân tộc Việt Nam, mà anh đưa cái quyền lợi rất là cá nhân của anh. Bây giờ anh có về Việt Nam hay anh không về Việt Nam thì nó cũng chả có ảnh hưởng cái lông chân ai hết. Đó, chuyện của anh. Anh muốn đi về, và trước khi anh đi về mà anh muốn tìm hiểu về vấn đề bất động sản ấy, thì anh nên nói chuyện với lại những người mà họ làm bất động sản ở bên Việt Nam, thì họ sẽ trả lời cho anh. Những người mà họ buôn bán bất động sản họ biết nhiều về luật luật đất đai hay là luật nhà nước này kia họ. Chứ còn anh lên trên cái diễn đàn này á, là Bình Dương nói là diễn đàn này là chống ba que lại mà anh hỏi về bất động sản thì có thể nhiều người không trả lời được, có gì đâu mà khó.
anh muốn mua nhà hay đầu tư hay là mai mốt anh tính dọn đường anh về Việt Nam, anh cứ tìm đúng người anh hỏi họ trả lời cho anh, cái gì đâu. Có lại Dạ, anh, bộ anh tính, đó thì bộ đơn anh giản. tính anh nghe đây. Dạ, thì cái điều mà như anh đang kêu muốn hỏi về bất động sản hay là muốn dọn đường đấy, rất nhiều cái kênh để anh hỏi. Kể cả nếu như anh muốn nữa nữa thì anh cứ cứ gọi là bây giờ trên những cái trang mạng nó có những cái ấy rồi, anh cứ lên đó anh gõ vào anh tìm thông tin. Rồi xong anh cần cái tư vấn, kể cả bây giờ bên Hoa Kỳ cũng có những luật sư họ tư vấn về về luật đất đai của Việt Nam. Đó thì anh vẫn vẫn được thôi, đó là những kênh chính thống anh cần thôi. Chứ còn thật sự cái đó theo em nhận định nha, riêng cá nhân của em, không phải ở đây anh IQ ở dưới mà ở đây mà em muốn nói. Nhưng mà thật sự những cái ý của anh IQ nói đó, đó là anh biện luận cho một cái vấn đề của anh riêng thôi, chứ đó không phải là cái lý do chính chính đáng để mà Đúng, anh đặt chính ở đây. xác, Thì cái chính đó xác. theo như khả năng của vừa sức anh kia hiểu được Anh cái vấn đề nghĩ đó là đó là IQ đội đội đánh lạc đánh hỏa mù người ta. Anh nghĩ là anh chống cộng, nói thẳng ra vậy, anh chống cộng. Nhưng mà anh cứ đưa lý do này lý do kia, cuối cùng rồi anh làm bộ anh hô là anh, lý do anh muốn về Việt Nam, anh lý do mà anh đưa ra cái đó là tại vì anh muốn về Việt Nam, anh dọn đường để anh về Việt Nam mà đầu tư này kia. Anh định đem bao nhiêu tiền về Việt Nam? Anh định đem về 5 triệu hay 1 triệu bao nhiêu? Và anh quan trọng hóa vấn đề quá vậy. Hiện nay biết bao nhiêu người ở bên bên này họ về rồi Mỹ rồi Việt Nam họ về đầu tư hàng ngày, có cái vấn đề gì đâu. Anh thành ra anh hơi quan trọng hóa cái đó, anh nghĩ vậy. Với lại anh thấy anh cũng nghe nhiều người ở bên này, nhất là những người chống cộng, họ tuyên truyền với anh, họ nói chứ bên Việt Nam mà mua nhà họ cấp cho cái gì, cái giấy đỏ hả, cái và dạ, cái thường thường ở đây gọi sổ là cái sổ đỏ. đỏ thôi. Nhưng mà mình cầm cái sổ đỏ mà nhà mình á, mình chỉ có làm chủ được khoảng 50 năm thôi, thì anh không cần hỏi Bình Dương nha, anh không cần phải hỏi Bình Dương, nhưng mà anh suy luận, nó tự anh suy luận, nó nói chứ các bạn nói chơi hay nói giỡn này, ở bên Việt Nam mình là công dân Việt Nam, mình mua một cái nhà, mình xây một cái nhà, cái đất đó là mình làm chủ vĩnh viễn, chứ làm gì 50 năm chơi hoài, đúng không? Dạ cái đó là đúng về trên cái phương diện nếu như anh những cái khu nhà mà đã lên thành cái quy hoạch ổn định Không, rồi thì cái anh phương không diện nói, đó anh là không dịch vụ nói vĩnh cái khu viễn. đất mà quy hoạch, anh nói đất bình thường thôi, bỏ ra những cái khu đất quy hoạch, ví dụ như cái đất mà nó không có cái liên hệ đến cái vùng mà bị quy hoạch, nói mình mua một cái nhà mà nằm trên cái đất của mình, đúng không, có đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà mình có đóng Anh thuế. cũng đã. Nhưng mà anh có nói chuyện với bạn anh ở bên Việt Nam thì nó nói cái giá tiền mà đóng thuế mà nó ở ngay ở Sài Gòn gần Tân Định. Tân Định là cái khu gần nhà anh ngày xưa ở. Nghe nó nói đóng Dạ. thuế mà nghe nó nói hết hồn luôn. Nó nói chứ đóng thuế, ngồi tính ra, anh ngồi tính ra khoảng có 5 đô la một năm. Có nghĩa là khoảng có 200-300 ngàn đồng Việt Nam, đúng không? Dạ đúng chính xác. Đúng. Bình Dương ở bên anh đóng thuế ở bên này bao nhiêu không? Một năm anh đóng 6-7 ngàn đồng, 7 ngàn đồng thuế. Mỗi một năm anh đóng 7 ngàn đồng tiền thuế. Anh thấy lần này ở bên Mỹ anh chắc hồ Em nói gì? có anh chắc hồ anh hỏi anh ở đâu em trả lời anh Anh là chắc ở hồ chúng là tôi không anh có xa anh Sơn Tây, Sơn Chân gì lắm đâu. Anh Sơn Tây ở Virginia đó, anh thì anh ở Maryland. Ở Maryland là anh Sơn Tây nói là mẹ anh ở đó, thì anh ở cũng gần đó, gần thủ đô DC thôi. Ok. Thì ở bên này mình mua một cái nhà mang tiếng là mình làm chủ cái nhà đó, mà thật ra mình không có làm chủ cái nhà đó. Tại vì Mỹ nó ghê lắm. Mình mua cái nhà đó nhưng mà nó bắt mình đóng thuế. Mà nếu mà anh mà mình không đóng thuế là mình chết mẹ cho nó đó, đúng không? Nếu mà mình không đóng thuế đó là mất nhà luôn, đúng không? Thì đâu có làm chủ vĩnh viễn được. Bên Việt Nam đóng đó, nguyên một cái nhà ở gần ngay trung tâm Sài Gòn ở Tân Định đóng có chừng 5 đô la, vậy ai cũng có khả năng đóng được.
mà thằng này hỉ giàu lắm. Vậy thì cái nhà nó vĩnh viễn này, chả có bao giờ có chuyện mà 50 năm anh nghe. Nhưng mà 50 năm thì anh có nghe là nếu mà mình không có quốc tịch Việt Nam á, mà mình mua nhà, nhất là cái nhà nó là nhà chung cư, thì mình làm chủ 50 năm. Mà thậm chí mình muốn mua chục căn nhà mà mình là Việt kiều không có quốc tịch, họ cũng bán chục căn nhà luôn. Muốn mua hai chục căn nhà họ bán luôn. Cái lý do tại sao biết không? Tại vì cái nhà đó nó nằm không có nằm trên mặt đất, thành ra mình đâu có làm chủ đất đâu. Thành ra chính phủ Việt Nam hay lắm, là nếu mà bây giờ cái nhà mà giờ bán đó, từ lừa hết, không có quốc tịch cũng bán nữa, vĩnh viễn. Vậy chỉ trong vòng một tháng thôi, tư bản thế giới nó mua mẹ hết Việt Nam rồi, đúng không? Tụi nó tiền nhiều lắm, nó Dạ mua đúng hết rồi. sạch Việt Nam luôn. Thành ra chính phủ Việt Nam mình đâu có mua, họ phải có cách Cái họ đó bảo là vệ cái đất của mình. Bà nó hoàn toàn đồng ý, mấy ông cờ vàng có gì không đồng ý không? Mấy ông phải đặt cái quyền lợi của nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam lên chứ, còn mấy ông cái gì cũng chống. Cái Việt Cộng làm cái này hay là Cộng sản làm cái này là mấy ông chống ấy. Chống 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 biết là thành ra nó giống như là đang chống gậy ấy. Không? Thì đó là những lời anh muốn chia sẻ. Anh kính anh có một ít hiểu biết về Bác Hồ mà anh cũng muốn chia sẻ, nhưng mà thôi để dành đi, để dành cho người khác. Anh nghĩ có nhiều người khác muốn lên đúng không? Dạ cũng 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 chưa anh, mới nãy thì có anh Chắc Hồ, thì chắc anh Chắc Hồ cũng muốn lên một tí, thì thôi nếu ấy thì anh cứ giữ cái đó tí đi, em mời anh Chắc Hồ rồi Ok, mời mà Giác Hồ đi ha.